cuộc sống của cựu công chúa Nhật Bản sau khi rời hoàng gia. Cựu công chúa Nhật Bản Marco đã đến siêu thị sắm sửa một số đồ dùng cần thiết cho ngôi nhà mới của hai vợ chồng ở thành phố New York, Mỹ. Marco dường như bị lạc đường và phải hỏi nhiều người trước khi trở lại căn hộ của mình vào khoảng 18 giờ. Công chúa Marco, 30 tuổi, con gái lớn của thái tử Fumihito. Cháu gái của Nhật Hoàng Naruhito kết hôn hôm ngày 26 tháng 10 với hôn phu Kekomuro và chính thức từ bỏ tước vị trong Hoàng gia Nhật Bản. Marco cũng từ chối khoản tiền hồi môn 1,2 triệu USD và dự kiến sẽ tự tìm việc làm. Ba tuần sau khi kết hôn, vào giữa tháng 11, Marco đáp máy bay đến Mỹ, nơi cây đang làm luật sư để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Vợ chồng Kiều công chú thuê căn hộ một phòng ngủ thuộc một khu trung cư cao cấp ở Manhattan, trung tâm New York. Giá thuê căn hộ này là khoảng gần 5.000 đô mỗi tháng. Mới đây, Marco đã được phóng viên Mỹ bắt gặp khi đang đến siêu thị mua sắm một số đồ dùng cần thiết cho căn hộ mới như khăn tắm, móc trao quần áo, giò đựng đồ, khăn giấy. Marco đi một mình, không có vệ sĩ và tự đẩy xe hàng khi chọn đồ. Trang phục của mắc cô giản dị hơn nhiều so với khi cô còn là thành viên hoàng gia. mắc cô dường như bị lạc đường và phải hỏi nhiều người trước khi trở lại căn hộ của mình vào khoảng 18 giờ, nơi cây đang chờ ở lối vào để xách đồ giúp vợ. Một lần khác, mắc cô được phóng viên ghi lại cảnh thư thái cùng chồng xuống phố đi dạo. Đầu tháng này, Komuro được xác nhận đã trượt trong kỳ thi lấy bằng luật sư ở New York. Anh có dự định sẽ tiếp tục thi lại vào tháng 2 năm sau. Marco đình hôn với kịch Komuro vào năm 2017. Chuyện tình cảm của cặp đôi thu hút sự chú ý của báo giới vì những lùm xùm liên quan đến khoản tiền tranh chấp giữa mẹ Komuro và hôn phu cũ. Trước khi cưới, Marco đã mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD) vì bị báo giới theo sát chuyện kết hôn.